chào và rất cảm ơn quý vị và các bạn cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong bản tin Canada sáng ngày 8 tháng 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Người Canada có thể làm gì để giúp đỡ các nạn nhân trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria? Ottawa đưa ra kế hoạch y tế trị giá 196 tỷ đô la trong thập kỷ tới, với 46 tỷ đô la chi tiêu mới. Cảnh báo lừa đảo dưới dạng tin nhắn từ bưu điện Canada. Một câu chuyện cảnh giác khi để con trẻ ở nhà một mình theo trải nghiệm thực tế từ người cha ở Toronto. Thời điểm nào là tốt nhất để đặt chuyến bay ở Canada? Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, Hoàng Anh rất vui cùng đồng hành với quý vị trong bản tin sáng nay. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, rất mong quý vị nhấn subscribe để đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được thông tin nhanh nhất và mới nhất. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, số người tử vong trong trận động đất lớn tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào hôm thứ hai đã tăng vọt lên gần 8.000 người cho đến nay và dự kiến vẫn còn gia tăng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang trong quá trình thu dọn đống đổ nát trong nhiệt độ đóng băng với hy vọng tìm thấy những người sống sót. Với mỗi giờ trôi qua, những nỗi kinh hoàng mới lại được phát hiện trong khu vực. Chính phủ và các tổ chức nhân đạo trên khắp thế giới đã bắt đầu hành động trong ngày qua bằng cách gửi các đội tìm kiếm và viện trợ khẩn cấp đến khu vực. Tại Canada, chính phủ đã công bố kế hoạch gửi 10 triệu đô la viện trợ ngay lập tức, mặc dù vẫn chưa cam kết đội cứu hộ hoặc là máy móc đến trợ giúp. Chính phủ và các tổ chức viện trợ không phải là những người duy nhất có thể giúp giảm nhẹ tác động của thảm họa, mỗi một công dân người Canada cũng có thể giúp đỡ và đây là những cách mà bạn có thể thực hiện. Đó là quyên góp theo người đứng đầu các vấn đề nhân đạo của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Canada Save the Children Canada, đó là Dalia El Awati cho biết, một trong những cách tốt nhất để thực sự hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ vào lúc này là quyên góp. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhu cầu cần được đáp ứng của nhiều người là được cứu lấy mạng sống. Mọi người sẽ cần nơi trú ẩn, nước sạch và thức ăn. Bây giờ là mùa đông và có một đợt không khí lạnh tràn qua khu vực vì vậy tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và trong khu vực rộng lớn hơn, họ sẽ cần những mặt hàng phi thực phẩm, quần áo, những thứ mà để giữ ấm. Ngoài ra, những người sống sót bị thương sẽ cần đến các dịch vụ y tế và nhiều người sẽ cần chăm sóc sức khỏe tâm thần. Đó là lý do tại sao các nỗ lực cứu trợ lại quan trọng đến vậy, đặc biệt là khi một đợt không khí lạnh tràn vào khu vực. Bạn có thể quyên góp ở đâu? Bạn có thể quyên góp trực tuyến thông qua Liên minh Nhân đạo tập hợp một số tổ chức đã được xác minh thông qua trang web humanitariancoalition.ca. Các tổ chức đáng tin cậy khác hiện đang gây quỹ để giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm UNICEF, Global Giving, Canadian Red Cross, Hội Chữ Thập Đỏ Canada, Oxfam, Save the Children, UOSSM Canada, Bác sĩ Không Biên Giới, Doctors Without Borders. Phương án hỗ trợ khác nếu bạn thiếu tiền mặt. Theo Save the Children, những người Canada không có tiền mặt dự phòng vẫn có thể giúp đỡ các nỗ lực cứu trợ theo những cách khác như là tiếp tục thu hút sự chú ý đến nỗ lực cứu trợ này vốn sẽ mất một thời gian sẽ là chìa khóa để bảo đảm các cộng đồng có thể phục hồi người đứng đầu của tổ chức save the children cho biết người canada nên cân nhắc nói chuyện với các chính trị gia địa phương của họ và cho họ biết những nỗ lực cứu trợ ở thổ nhĩ kỳ và syria là ưu tiên hàng đầu của họ và một sự đồng cảm đối với những người đang ở tâm chấn của khủng hoảng này cũng rất cần thiết tại địa phương Chính phủ liên bang cho biết đang cung cấp cho các tỉnh và vùng lãnh thổ một thỏa thuận tài trợ y tế trị giá 196,1 tỷ đô la trong 10 năm, bao gồm 46,2 tỷ đô la gói tài chính bổ sung mới. Nhưng các thủ hiến nói rằng kế hoạch này dường như cung cấp ít tiền hơn mức mà họ đang tìm kiếm, đặc biệt là trong năm đầu tiên của thỏa thuận được đề xuất. Thủ hiến Manitoba bà Heather Stephenson nói rằng một trong những điều mà chúng tôi thấy ngày hôm nay là không có nhiều cách tài trợ mới còn Thủ hiến đất Ford của tỉnh Ontario thì nói, những gì chúng tôi thấy đây là điểm khởi đầu và do đó đây là khoản tiền trả trước cho các cuộc thảo luận tiếp theo. Thủ hiến Quebec ông François Legault cho biết, các thủ hiến cần có nhiều cuộc đối thoại hơn nữa với chính phủ liên bang để xem liệu có khả năng đàm phán về các điều khoản hay không, đặc biệt là khi nói đến số tiền đã được đưa ra. Gói tài chính được đề xuất, được công bố vào hôm thứ Ba, bao gồm một số yếu tố gắn liền với các điều kiện cho phép các tỉnh tiếp tục đầu tư đô la của mình vào chăm sóc sức khỏe và tiến tới một số ưu tiên chính. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết các cuộc đàm phán về cách các tỉnh sẽ tài trợ cho những ưu tiên đó sẽ được tổ chức trong phạm vi đề xuất này. Dường như cho thấy có rất ít hoặc là không có khoảng trống về số tiền được cung cấp bởi Ottawa. Biện pháp ưu tiên đầu tiên sẽ bao gồm khoảng bổ sung 2 tỷ đô la ngay lập tức vô điều kiện cho chuyển giao hỗ trợ y tế Canada hàng năm cho các tỉnh để giải quyết những áp lực trước mắt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Số tiền này nhằm giảm bớt những căng thẳng đáng kể đang gặp phải ở các bệnh viện nhi và phòng cấp cứu cũng như thời gian chờ đợi lâu để được phẫu thuật. Chính phủ liên bang ước tính dự luật này sẽ cung cấp thêm 17,3 tỷ đô la trong 10 năm hỗ trợ mới. Để tiếp cận biện pháp tài trợ này thì các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ phải ký một thỏa thuận với chính phủ liên bang để cải thiện cách thu thập chia sẻ và sử dụng dữ liệu sức khỏe nhằm cải thiện tính minh bạch và xác định rõ hơn các nhu cầu cũng như là lỗ hổng trong dịch vụ. Là một phần của khoản chi tiêu mới được đề xuất, Ottawa cũng cung cấp 25 tỷ đô la tiền bổ sung mới trong 10 năm, trong các thỏa thuận song phương sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của các tỉnh và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, số tiền này cần được dùng để đầu tư vào 4 lĩnh vực ưu tiên bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế gia đình, giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế thông qua tuyển dụng duy trì đào tạo và công nhận chứng chỉ nước ngoài và cấp phép đa thẩm quyền tiếp cận tốt hơn với điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện và cải thiện chăm sóc dài hạn và chăm sóc tại nhà là một phần của các thỏa thuận này chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ được yêu cầu phát triển các kế hoạch hành động mô tả cách chi tiêu các quỹ Ngoài ra, Ottawa đang đề xuất chi thêm 1,7 tỷ đô la trong 5 năm để hỗ trợ tăng lương theo giờ cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và các ngành nghề liên quan. Trong khi các cấp chính quyền khác nhau tuyển dụng và giữ chân nhân viên y tế, liên bang cũng hứa hẹn 150 triệu đô la trong 5 năm cho quỹ đầu tư y tế vùng lãnh thổ để công nhận việc đi lại y tế và chi phí cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các vùng lãnh thổ. Các thủ hiến cho biết họ có kế hoạch triệu tập lại trong vài ngày trước khi họ tập trung lại cho một cuộc họp của hội đồng liên bang để quyết định cách phản ứng với thỏa thuận này. Canada phải sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc can thiệp, quấy rối. Theo ông David McGroney, là đặc phái viên của chính phủ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ năm 2009 đến 2012 nói với các nghị sĩ trong một ủy ban nghiên cứu về sự can thiệp của nước ngoài rằng Trung Quốc là mối đe dọa chính của vấn đề này ở Canada. Do đó, các chính trị gia nên thực hiện một loạt biện pháp nhằm củng cố sự bảo vệ của đất nước trước sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả hành động cho đến trục xuất các nhà ngoại giao. Ông Mulroney cho biết, Chính sách Canada của Trung Quốc đang được thúc đẩy mạnh mẽ với mục tiêu là một mức độ ảnh hưởng đến nền dân chủ, nền kinh tế, chính sách đối ngoại của chúng ta, thậm chí là cuộc sống hàng ngày ở một số cộng đồng của chúng ta. Mối quan hệ của Canada với Trung Quốc đã không thoải mái trong vài năm và trở nên căng thẳng hơn trong những tháng gần đây do các cáo buộc về nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Canada. Vào ngày 7 tháng 11, các quan chức tình báo Canada đã cảnh báo Thủ tướng Justin Trudeau rằng Trung Quốc được cho là đang nhắm vào Canada với một chiến dịch can thiệp nước ngoài quy mô lớn. Cảnh sát RCMP cũng đã yêu cầu bất kỳ ai có kinh nghiệm về ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua cái gọi là đồn cảnh sát, được cho là đang hoạt động ở Canada, hãy ra trình diện. Cuối năm ngoái, Ottawa đã tuyên bố chiến lược ấn độ dương Thái Bình Dương, được chờ đợi từ lâu, trong đó ngoại trưởng Melanie Jolie gọi Trung Quốc là cường quốc toàn cầu ngày càng gây rối trong một khu vực nơi nhiều quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn. Tỷ lệ vỡ nợ của các doanh nghiệp Canada đã tăng 37,2% vào năm 2022, tỷ lệ vỡ nợ của người tiêu dùng tăng 11,2% Văn phòng giám sát phá sản cho biết có 3.402 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán vào năm ngoái, tăng từ mức 2.480 vào năm 2021. Tổng số vụ phá sản doanh nghiệp trong năm là 2.621, tăng từ 1.942. Cơ quan quản lý liên bang cho biết các lĩnh vực có tỷ lệ vỡ nợ gia tăng nhiều nhất là các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống, cũng như là ngành xây dựng. Các lĩnh vực giảm mạnh nhất là khai khoáng và khai thác dầu khí, tài chính và bảo hiểm. Tổng số hồ sơ mất khả năng thanh toán của người tiêu dùng vào năm 2022 là 100.184, tăng 11,2% so với 90.092 vào năm 2021. Các số liệu của người tiêu dùng bao gồm 24.586 vụ phá sản, giảm so với 27.461 của năm trước. Cảnh báo lừa đảo dưới dạng tin nhắn từ bưu điện Canada một cư dân của khu vực đại đô thị Toronto đang lên tiếng cảnh báo mọi người sau khi người này suýt bị lừa đảo thông tin ngân hàng thông qua bưu điện Canada. Theo City News đưa tin, người này tên là Bronwyn. Bronwyn kể lại khi đang đợi được giao hàng cho một số giao dịch mua hàng trực tuyến. Bronwyn đã nhận được một tin nhắn từ bưu điện Canada trong có vẻ hoàn toàn đáng tin cậy. Tin nhắn nói rằng đồng ý trả 1,25 đô la để được lên lịch lại và yêu cầu Bronwyn cung cấp thông tin thẻ ghi nợ của mình. Nội dung tin nhắn yêu cầu Bronwyn điền email và ngày sinh. Bronwyn đã điền thông tin, nhưng ngay khi nhấn gửi, Bronwyn thấy có điều gì đó không ổn. Đó là khi Bronwyn gọi cho ngân hàng vì cảnh giác. Bronwyn nói, ngay sau khi tôi nói với ngân hàng của mình, tin nhắn hỏi về ngày sinh của tôi, ngân hàng đã hủy thẻ ghi nợ và đóng băng tài khoản của tôi. Ngân hàng sau đó cũng khuyến nghị Bronwyn nên trình báo cảnh sát và liên hệ với các cơ quan báo cáo tín dụng lớn để gửi cảnh báo gian lận trong hồ sơ. Đã hai tuần trôi qua mà không có hoạt động khả nghi nào và các chuyên gia cho rằng Bronwyn là một trong những người may mắn. Jeff Horns Castle của Trung tâm Chống gian lận Canada cho biết những tin nhắn văn bản như thế này thường nhằm mục đích gian lận danh tính. Ông Horn Castle gọi đó là hành vi lừa đảo hoặc là trong trường hợp này là giả mạo thương hiệu. Ông nói rằng những kẻ lừa đảo đang ngày càng giỏi hơn trong việc đánh lừa mục tiêu của chúng. Trích dẫn một báo cáo, của Trung tâm chống gian lận Canada cho biết có tới 65 người đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo như thế này. Chỉ trong tháng 1 thì họ đã nhận được hơn 200 báo cáo về tin nhắn văn bản lừa đảo. Và thứ hai, cảnh sát RCMP và OPP cũng như là Trung tâm chống gian lận Canada đã thông báo rằng họ đang phát động một chiến dịch phòng chống gian lận để nâng cao nhận thức về điều mà họ gọi là sự gia tăng đáng kể trong các vụ lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi. Năm ngoái, trung tâm đã nhận được báo cáo gian lận với tổng thiệt hại là 530 triệu đô la, tăng gần 40% so với năm trước. Chính phủ tỉnh bang British Columbia đã đưa ra luật để đưa ngày 30 tháng 9 trở thành một trong những ngày lễ được trả lương theo luật định để đánh dấu Ngày Quốc gia về sự thật và hòa giải. Bộ trưởng lao động Harry Benz đã giới thiệu một dự luật trước cơ quan lập pháp hôm 8 tháng 2, cho biết kỳ nghỉ lễ sẽ được tổ chức vào tháng 9 này, và vào ngày 30 tháng 9 hàng năm sau đó. Quyết định của chính phủ về ngày lễ là để đáp lại lời kêu gọi hành động số 80 của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, trong đó yêu cầu chính phủ liên bang thiết lập một ngày lễ để tôn vinh những người sống sót trong trường học nội trú, gia đình và cộng đồng của họ. Tỉnh BC cũng sẽ cùng với tỉnh Prince Edward Island, các lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut, Yukon và Canada trở thành các khu vực tài phán đã chỉ định ngày 30 tháng 9 là một ngày lễ theo luật định nếu luật được thông qua. Theo một nghiên cứu mới, xe điện EV có thể mất tới 30% phạm vi hoạt động ở nhiệt độ đóng băng. Theo báo cáo từ một công ty Hoa Kỳ đã thử nghiệm mức giảm phạm vi hoạt động trên 7.000 phương tiện xe cho hay, ở mức thấp nhất thì chiếc Jaguar i ước tính mất khoảng 3% phạm vi hoạt động ở nhiệt độ từ âm 7 độ C đến âm 1 độ C, trong khi chiếc Volkswagen ID.4 mất 30% phạm vi ở những nhiệt độ đó. Lis Nyman, một nhà nghiên cứu của Recurrent cho biết. Xe điện giảm phạm vi hoạt động trong mùa đông là do năng lượng cần thiết để sưởi ấm cabin để tạo cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách. Vì động cơ điện hoạt động hiệu quả hơn là động cơ xăng nên chúng không thể sử dụng nhiệt lượng bị lãng phí để làm nóng bên trong xe. Steve Homick ở Sudbury, Ontario lái chiếc Tesla Model Y và cho biết anh có thể mất tới 50% phạm vi hoạt động nếu nhiệt độ bên ngoài quá lạnh. Homic cho biết việc mất phạm vi vào mùa đông có thể là một vấn đề đối với những người lái xe đường dài vào mùa đông, đặc biệt nếu họ đi du lịch ở các khu vực xa hơn về phía Bắc, nơi thiếu cơ sở hạ tầng sạc pin. Đặc biệt là khi bạn đến phía Bắc, Sudbury, cơ sở hạ tầng không có ở đó, Homic cho hay. Nhưng biết cho biết anh có thể cải thiện đáng kể phạm vi sử dụng trong mùa đông bằng cách làm nóng xe của mình trước, khi nó vẫn được cắm điện ở nhà hoặc là sử dụng bộ sạc nhanh. Điều này có thể cải thiện phạm vi hoạt động bị mất tới 20%. Một số loại xe, chẳng hạn như là xe Tesla, cũng có một tính năng được gọi là tiền điều hòa pin, trong đó xe sẽ làm nóng pin trước khi đến bộ sạc, giúp tăng tốc thời gian sạc pin. Xin quý vị lưu ý hãy cảnh giác khi để con trẻ ở nhà một mình theo trải nghiệm thực tế của người cha ở Toronto. Một người cha ở Toronto đang lên tiếng về một trải nghiệm đau buồn với hy vọng các gia đình khác học hỏi từ những gì đã xảy ra tại nhà ông, sau khi con trai ông đã mở cửa cho hai người lạ. Theo người cha kể lại, cậu bé 13 tuổi đang ở nhà một mình vào chiều thứ bảy thì một người đàn ông và một người phụ nữ đến gần cửa trước và gõ cửa nhiều lần. Cuối cùng thì cậu bé mở cửa và video mà cha và mẹ cậu bé đang xem trực tiếp live trên điện thoại cho thấy Cặp đôi này nhanh chóng bước vào bên trong, có vẻ như người đàn ông đang cầm một dụng cụ sắc bén. Trong đoạn video, người phụ nữ này đã hỏi cậu bé, xin chào, mẹ cháu có ở đó không? Và nói rằng người mẹ đã hẹn cô ấy đến nhà. Vào lúc này thì cha mẹ của cậu bé, cả hai đều ra ngoài, đã nhận được thông báo trên điện thoại di động của họ từ một ứng dụng được kết nối với hệ thống an ninh gia đình. Lúc này họ đã gọi 911 và vội vã tiến về nhà. Người cha cho biết con trai tôi đã bị thủ phạm bắt làm con tin tại chính ngôi nhà của mình. Người cha kể lại, cậu bé nói với cha mình rằng, cậu bé cảm thấy cặp đôi này không ổn và để ý có thứ gì đó trông giống như là một screwdriver Tudnovic trong tay người đàn ông, nên đã nói với họ rằng mẹ cậu đang ở dưới tầng hầm và bố thì đang ở sân sau. Và hai người này đã cố gắng lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Và cô ta đã nhìn thấy một chiếc máy tính sách tay trong vòng vài phút, cặp đôi rời khỏi nhà và rất may là không có gì xảy ra sau đó với cậu bé. Người cha đã chia sẻ câu chuyện này với hy vọng những người khác có một cuộc trò chuyện quan trọng với con cái của mình về việc mở cửa cho người lạ, đồng thời chia sẻ rằng anh cảm thấy đúng đắn vì đã chọn lắp đặt camera ngoài trời, chỉ vừa mới 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc này. Ngày nào rẻ nhất trong tuần để bay từ Canada và đâu là thời điểm tốt nhất để đặt chuyến bay? Nếu bạn đang tìm kiếm những ưu đãi tuyệt vời khi đi du lịch, bạn nên biết thời điểm tốt nhất để đặt chuyến bay. Skyscanner đã giới thiệu một công cụ mới cho phép khách du lịch tìm hiểu xem họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền bằng cách đặt trước chuyến đi. Saving Generator 2023 của công ty du lịch hiện cho phép bạn nhập thành phố khởi hành, tháng du lịch và điểm đến của bạn để tìm ra thời điểm tốt nhất để đặt chỗ và ngày đi du lịch rẻ nhất bằng cách đặt trước các chuyến đi. Và vào những ngày du lịch giá rẻ, bạn có thể tiết kiệm hàng trăm đô la cho các chuyến bay đến các địa điểm xứng đáng cho kỳ nghỉ ở châu Âu hay là các điểm đến đầy nắng như là Mexico và Cuba. Đâu là ngày tốt nhất để đặt chuyến bay ở Canada? Theo Skyscanner, thứ bảy là ngày rẻ nhất để bay từ Canada, vậy nên nếu bạn đang lập kế hoạch cho một chuyến đi thì bạn nên đặt một chuyến bay vào cuối tuần. Ngoài ra, thời gian tốt nhất để người dân Canada đặt chuyến bay là 23 tuần, hoặc chỉ hơn 5 tháng trước chuyến đi của họ. Điều này sẽ giúp khách du lịch tiết kiệm trung bình là 310 đô la mỗi người so với đặt vào những thời điểm khác. Những người đang tìm kiếm thông tin cụ thể về địa điểm có thể sử dụng trình tạo tiết kiệm để xác định thời gian tốt nhất để bay và đặt kỳ nghỉ của họ. Ví dụ, nếu bạn đi từ Toronto đến Cancun Mexico vào tháng 6, thời điểm tốt nhất để đặt vé là trước khoảng 5 tháng. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm khoảng 372 đô la cho chuyến đi của mình. Đối với ngày mà bạn muốn khởi hành, Sky Scanner cho biết, ngày rẻ nhất để đi từ Toronto đến Cancun là thứ bảy, giúp bạn tiết kiệm được 317 đô la. Ngoài ra, ngày đắt nhất còn được gọi là ngày bạn muốn tránh là thứ năm. Hoặc nếu bạn đang muốn bay từ Canada đến Paris của Pháp và muốn khởi hành vào chủ nhật, bạn sẽ muốn đặt chuyến bay trước 20 tuần để có được ưu đãi tốt nhất. Các chuyến bay giá rẻ từ Canada, các hãng hàng không giá rẻ như là Swoop và Flair Airlines đã cung cấp rất nhiều chuyến bay giá rẻ từ Canada và khách du lịch giờ đây có thể sử dụng thủ thuật tiết kiệm từ Skyscanner để tìm kiếm các chuyến bay rẻ nhất được cung cấp. Với các hãng hàng không giá rẻ này, bạn có thể tìm các chuyến bay giá rẻ từ Toronto và Vancouver đến các điểm đến đầy nắng như là Florida, Arizona, Mexico, vân vân. Một số chuyến bay từ Swoop thậm chí có giá thấp nhất là 19 đô la mỗi chiều. Thưa quý vị, một công cụ AI tức là trí tuệ nhân tạo đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trên khắp thế giới. Và sau đây là 10 công việc có nguy cơ bị chat GPT này thay thế nhất. Kể từ khi được phát hành vào tháng 11 năm ngoái, chat GPT của OpenAI đã được sử dụng để viết thư xin việc, viết sách dành cho trẻ em và thậm chí là giúp học sinh gian lận trong bài luận của mình. Trí tuệ nhân tạo chatbot này có thể mạnh mẽ hơn là chúng ta từng tưởng tượng. Các nhân viên của Amazon đã thử nghiệm ChatGPT cho biết, ChatGPT đã thực hiện rất tốt việc trả lời các câu hỏi hỗ trợ khách hàng, tuyệt vời trong việc tạo tài liệu đào tạo và rất mạnh trong việc trả lời các câu hỏi xung quanh chiến lược của công ty. Tuy nhiên, người dùng ChatGPT cũng nhận thấy rằng chatbot này có thể tạo ra thông tin sai lệch, trả lời sai các vấn đề mã hóa và tạo ra các lỗi toán học cơ bản, trong khi một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Oxford cho thấy 47% công việc ở Hoa Kỳ có thể bị loại bỏ bởi AI trí tuệ nhân tạo trong 20 năm tới. Dự đoán đó dường như không có cơ sở. Theo Anu Madgavkar, là một đối tác tại Viện Toàn cầu McKinsey, cho biết, đó là bởi vì phán đoán của con người vẫn cần được áp dụng cho các công nghệ này để tránh sai sót và sai lệch. Cô nói rằng chúng ta phải nghĩ về những thứ này như những công cụ nâng cao năng suất, chứ không phải là để thay thế hoàn toàn. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận có những công việc đứng trước nguy cơ bị AI thay thế cao nhất. Dưới đây là 10 công việc mà ChatGPT có thể thay thế con người. Việc làm công nghệ, người viết mã, lập trình viên máy tính, kỹ sư phần mềm và phân tích dữ liệu. Viết mã và lập trình máy tính là những kỹ năng được yêu cầu nhưng có thể ChatGPT và các công cụ AI tương tự sẽ lấp đầy một số khoảng trống trong tương lai gần. Đó là bởi vì AI như là chat GPT rất giỏi trong việc xử lý các con số với độ chính xác tương đối. Trên thực tế thì các công nghệ tiên tiến như là chat GPT có thể tạo mã nhanh hơn con người. Điều đó có nghĩa là công việc có thể được hoàn thành với ít nhân viên hơn. Lĩnh vực công việc truyền thông, quảng cáo, sáng tạo nội dung, viết kỹ thuật, báo chí. Nhà kinh tế học Paul Krugman cho biết trên tờ New York Times op-ed rằng ChatGPT có thể thực hiện các nhiệm vụ như là báo cáo và viết hiệu quả hơn là con người. Đó là bởi vì AI có thể đọc, viết và hiểu tốt dữ liệu dựa trên văn bản. Ngành công nghiệp truyền thông đã bắt đầu thử nghiệm nội dung do AI tạo ra. Trang tin công nghệ CNET đã sử dụng công cụ AI tương tự như là ChatGPT để viết hàng chục bài báo. Mặc dù nhà xuất bản đã phải đưa ra một số chỉnh sửa, và BuzzFeed đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng công nghệ từ nhà sản xuất ChatGPT để tạo ra các dạng nội dung mới việc làm ngành pháp lý, trợ lý luật sư, trợ lý pháp lý. Giống như vai trò truyền thông, các công việc trong ngành pháp lý như là trợ lý luật sư và trợ lý pháp lý chịu trách nhiệm tiếp thu một lượng lớn thông tin, tổng hợp những tin họ học được, sau đó làm cho nó dễ hiểu thông qua một bản tóm tắt hoặc là ý kiến pháp lý. Các vai trò định hướng theo ngôn ngữ như thế này dễ bị tự động hóa. Nhưng một lần nữa, AI sẽ không thể tự động hóa hoàn toàn những công việc này vì nó đòi hỏi mức độ phán đoán của con người để hiểu khách hàng hoặc là nhà tuyển dụng muốn gì ngành tiếp theo là các nhà phân tích nghiên cứu thị trường các nhà phân tích nghiên cứu thị trường chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu xác định xu hướng trong dữ liệu đó và sau đó sử dụng những gì họ tìm thấy để thiết kế một chiến dịch tiếp thị hiệu quả hoặc là quyết định nơi đặt quảng cáo trong khi đó ai rất giỏi trong việc phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả đó là lý do tại sao các nhà phân tích nghiên cứu thị trường có thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi do AI điều khiển. Tiếp theo là ngành giáo viên. Ngay cả giáo viên cũng dễ bị gián đoạn trong công việc. Từ AI, các giáo viên hiện đang lo lắng về việc học sinh sử dụng chat GPT để gian lận trong bài tập về nhà. Mặc dù nó có lỗi và thiếu chính xác về mặt kiến thức, nhưng điều này có thể dễ dàng cải thiện. Về cơ bản thì bạn chỉ cần đào tạo chat GPT. Ngành tiếp theo là công việc tài chính, nhà phân tích tài chính, cố vấn tài chính cá nhân, Mendro, nhà nghiên cứu tại Viện Brookings cho biết, giống như các nhà phân tích nghiên cứu thị trường, nhà phân tích tài chính, cố vấn tài chính cá nhân và các công việc khác trong lĩnh vực tài chính cá nhân đòi hỏi phải thao tác một lượng lớn dữ liệu số. AI có thể xác định các xu hướng trên thị trường, làm nổi bật những khoản đầu tư nào trong danh mục đầu tư đang hoạt động tốt hơn và kém hơn, truyền đạt tất cả những điều đó và sau đó sử dụng nhiều dạng dữ liệu khác của một công ty tài chính để dự báo hỗn hợp đầu tư tốt hơn. Ngành tiếp theo là trader, tức là nhà giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán. Một số vai trò nhất định ở phố Wall cũng có thể gặp nguy hiểm. Tại một ngân hàng đầu tư, mọi người được tuyển dụng từ trường đại học và dành 2, 3 năm để làm việc như robot và lập mô hình Excel. Đây là những việc mà bạn hoàn toàn có thể nhờ đến sự trợ giúp của AI. Ngành tiếp theo là thiết kế đồ họa. Trong một bài đăng trên Harvard Business Review vào tháng 12, ba giáo sư đã chỉ ra DAW-E là một công cụ ai mà có thể tạo ra hình ảnh trong vài giây như một kẻ phá vỡ tiềm năng của ngành thiết kế đồ họa những tiến bộ gần đây trong ai chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ khó khăn và đau đớn về kinh tế đối với một số người có công việc bị ảnh hưởng trực tiếp và những người cảm thấy khó thích nghi với môi trường làm việc ngành tiếp theo là ngành kế toán kế toán thường được coi là một nghề ổn định nhưng ngay cả nhân viên trong ngành này cũng có thể gặp rủi ro Phó giáo sư tại Viện Truyền thông, Văn hóa, Thông tin và Công nghệ tại Đại học Toronto cho biết, công nghệ chưa khiến mọi người mất việc, nhưng rồi nó sẽ khiến một số người mất việc, đó có thể là luật sư và kế toán. Và ngành nghề thứ 10 là đại lý dịch vụ khách hàng, có thể bạn đã từng gọi điện hoặc là trò chuyện với bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty và nhận được câu trả lời từ robot, chat GPT và các công nghệ liên quan có thể tiếp tục xu hướng này. Một nghiên cứu năm 2022 từ công ty nghiên cứu công nghệ Gartner đã dự đoán rằng chatbot sẽ là kênh dịch vụ khách hàng chính cho khoảng 25% công ty vào năm 2027. Không biết quý vị có những suy nghĩ như thế nào về trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay thế con người trong một số lĩnh vực? Xin chia sẻ cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nhé! sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái mở phiên giao dịch vào sáng nay một Canada bằng 0,7443 đô la Mỹ và bằng 0,6954 đồng euro một Canada thì bằng 17.703 đồng Việt Nam một đô la Mỹ bằng 23.655 đồng Việt Nam giá vàng là 1.870 đô la Mỹ một ounce tương đương với 2.506 đô la Canada Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua cùng với Hoàng Anh